Xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ làm video tổng hợp tất cả những cái xe bên em hiện có. Thì em sẽ quay lần lượt nhanh qua chia từng con. Bác nào cần chi tiết chiếc xe nào thì nhắn tin vào Zalo 0975709913. Số điện thoại em đưa lên trên màn hình ấy để em gửi chi tiết, video chi tiết, ảnh chi tiết cho các bác xem nhé. Em đi nhanh lần lượt qua từng chiếc xe một. Đầu tiên là chiếc xe đua De Rosa của Ý, khung carbon, đồ Ultegra, vành carbon. Đấy, rất là đẹp, yên physics. Giá là 39,8 triệu. Tiếp theo là con Coratec, khung carbon, đồ Ultegra điện. Con này là dùng điện luôn. Đấy, 30,8 triệu. Tiếp theo là con đua Trek Ultega carbon, 39,8 triệu. Vành Campa Ý các bác, vành Campa Lolo, vành Campa Zonda. Đấy, tiếp theo là con đua Trek đồ Ultega, 22,8 triệu, khung nhôm đồ Ultega. Tiếp theo là con đua Fuji Nhật, khung carbon, vành carbon, Fuji 2.7, 36,8 triệu. Tiếp theo là con Trek, đua Trek, khung carbon, 32,8 triệu. Và con Coupe Đức, vành DT Swiss, 25,8 triệu. Đồ Ultegra, tất cả cái đống này là đồ Ultegra hết. Đua Aima, đồ Sora, 9 triệu. Đua Fuji, đồ Tiagra, con này đẹp, giá là 11,8 triệu. Đua Mitsai, đồ 105, 13,9 triệu, đồ 105, khung khí động học. Touring BH, đầu càng carbon, đuôi carbon, đầu Tiagra, giá là 12,8 triệu. Tay Shimano Lexus. Địa hài hình Titan Tech, địa hình Eurobike, giá 6,5 triệu. Địa hình Chia Kia Pháp, giá là 8,6 triệu. Địa hình XTC 7, 10,6 triệu. Con này cối lổ rất là hay. Đua Tsunami, FCR 3300 Touring, Fastrad màu đen, phanh dầu 16,8 triệu. FCR 3300 địa hình Merida, rất là đẹp. Địa hình ATX, dòng Enirat, Zan Enirat. Con này thì là nó lai giữa xe đua và xe touring, có cả tay phanh phụ luôn. Đấy, đồ Tiagra, dòng này đắt lắm, dòng này là 16,8 triệu. Địa hình ATX, là rất nhiều xe các bác nhé. Các bác quan tâm chiếc xe nào thì nhắn Zalo cho em. Đua Merida, đồ Shimano Kanazi màu đỏ, rất là đẹp, giá là 8,6 triệu. Địa hình Trek 4500, giá 8,5 triệu. Đồ Andivio, địa hình Format, đồ Merida,
à, đồ DOJ, phanh dầu, à, 10 triệu rưỡi. Hình kích DS Roman 10 triệu 3. Touring Merida 8 triệu 9. Phanh dầu luôn các bác nhé. Các bác quan tâm chi tiết xe nào thì nhắn Zalo cho em. Địa hình XDS IX350 là 6 triệu 8 này. Phanh dầu đua Java đồ 105 13 triệu 8. Địa hình Merida màu rất đẹp, giá là 9 triệu rưỡi. Địa hình Mosso ODOZ làm sắp hơi, phanh dầu DOJ giá là 11 triệu 500. Touring Fastrad Gian 14 triệu 800. Đồ Sora lòng này rất là đắt tiền. Địa hình Gian ATX 850 phanh dầu Meyer Shimano đồ AC ra giá là 8 triệu rưỡi. Địa hình Check Maclin 7 đồ AC ra, à, con này là bánh 27 inch giá là 9 triệu 8. Các bác muốn biết thêm chi tiết thì các bác nhắn Zalo cho em nhé. Địa hình ATX 830S bánh 27 giá là 7 triệu rưỡi. Đùa bít xài phanh đĩa nha các bác. Phanh đĩa đồ xô ra giá là 10 triệu 9. Con này rất là mới, gần như là mới luôn đấy, rất mới rất đẹp. Tay nắp xô ra. Địa hình Merida 10 triệu 500 phanh dầu đồ SLX, đề SLX rất là cao cấp. Touring Merida đồ Tiagra, Mayer Tiagra. Đấy, Touring tay bằng giá là 10 triệu 6. Đùa Fisher đề Shimano 2300 giá là 8 triệu rưỡi. Địa hình Napri bánh 275 đồ SLX rất là mới, tay DOJ giá là 11 triệu 8. Napri hiệu Pháp đua Corollut đồ Tiagra đùi đĩa thì bác nào muốn chi tiết thì nhắn Zalo em gửi chi tiết từng chiếc nhé. Giá là 10 triệu 6 đồ Tiagra đua Cronut Pháp, đua Check hiệu Mỹ đồ 105 bánh Shimano thuộc giải đua Tour de France Pháp Yen Bon Jager nữa. Giá là 15 triệu 800 các bác nhé. Càng carbon đua Merida Xtreme 905 đề 105 đùi FSA Mỹ 13 triệu 800 đồ 105. Địa hình Merida khung carbon giá 13 triệu 800 đồ DOJ khung carbon.